Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với số tiếp theo của clip, tổng hợp những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Một chiếc ô tô màu đỏ đang di chuyển thì bất ngờ dừng lại đột ngột, không biết là có gặp sự cố gì không và đã có một tai nạn từ phía sau. Phần lớn ý kiến cho rằng lỗi phần lớn là thuộc về chiếc ô tô màu trắng do không giữ khoảng cách an toàn. May mắn là trong tình huống trên chỉ có va chạm giữa xe với xe. Một tình huống từ đường nhánh đi ra của chiếc xe gắn máy không giảm tốc độ và quan sát kỹ lưỡng xung quanh. May mắn là ở trong tình huống này chiếc xe gắn máy vẫn còn cơ hội để rút kinh nghiệm về sai lầm của mình. Chiếc xe gắn cam đã bất ngờ khi thấy ở phía trước là có một chiếc ô tô màu trắng đi xuống. Do đó chiếc xe gắn cam đã đánh lái để tránh khỏi một tai nạn và đây là cái kết của chiếc xe gắn cam. Một pha lùi xe từ đường nhánh đi ra vô cùng cẩu thả và đầy bất cẩn của chiếc xe tải. Đã có một tai nạn xảy ra đối với chiếc ô tô màu đen đang đi thẳng. Một chiếc ô tô màu trắng đang đậu sát lề thì đột nhiên có một chiếc xe gắn máy va chạm với một chiếc ô tô màu trắng. Khó hiểu vãi chưởng các bạn ạ. Thì đây, một chiếc xe tải màu xanh đang quay đầu thì bất ngờ có một chiếc xe gắn máy có va chạm hay không? Không có bất cứ một tình huống va chạm nào xảy ra. Cô gái đã phản xạ tuyệt vời và thắng tay của chiếc xe này vẫn còn khá tốt. Do đó không có một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Ôi đúng là may mắn quá đi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để giúp kênh mình nhanh chóng đạt mốc 100.000 người theo dõi nha. Cảm ơn tất cả các bạn cũng như anh chị rất là nhiều. Chuyện gì đây? Cùng chờ xem. Một chiếc xe gắn máy đang đậu ở bên phần đường dành cho ô tô, đang đậu ngược chiều. Cửa này hình như là có vẻ hơi căng rồi. Gặp đúng trẻ trâu rồi. Trong miệng đang lẩm bẩm một điều gì đó, nhưng thông qua thái độ thì chúng ta có thể thấy khứa này không chịu lùi xe lại và quyết định thi gan với chiếc xe có gắn camera hành trình. Đâu không đội mũ bảo hiểm luôn. Chúng ta quan sát có thể thấy là chiếc xe gắn máy đang đậu bên phần đường dành cho xe ô tô. Nói thẳng ra là chiếc xe gắn máy đang đậu ngược chiều, đã đi sai còn thể hiện cứng đầu. Bắt chiếc xe gắn cam phải nhường đường, mà chiếc xe gắn cam cũng đâu phải dạng vừa, để xem coi ai sẽ cứng hơn ai. Rồi chiếc xe gắn máy đã lùi lại rồi. Tại sao lại lùi đây? Thì ra là gặp chiến sĩ cảnh sát giao thông nên hơi rén nên phải lùi xe lại. Và chúng ta có thể thấy là thái độ của chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng khá là nóng nảy. Chuyện gì đây? Một pha drift cực kỳ xuất sắc để tránh khỏi tai nạn của một chiếc xe gắn máy. Quá nhanh, quá bất ngờ. Chúng ta cùng theo dõi hồi hộp chờ đợi tình huống này. Dường như đã có một điều gì đó xảy ra với chiếc xe tải này chăng? Suýt một tí nữa thì chiếc xe gắn cam đã phải hứng chịu một cú trời vắng. Ui, chiếc xe màu trắng chạy gì kỳ vậy ông nội? Có sai xỉn gì không mà chạy ẩu vậy ba? Sau tình huống trên thì chiếc ô tô màu trắng đã có một tai nạn xảy ra với chiếc ô tô màu đen. Bỏ chạy luôn rồi kìa. Một tình huống người chồng dạy cho người vợ tập lái và chúng ta cùng nhau xem cái kết. Ôi, chóng mặt quá. Ôi, giống như kiểu là đang đi ở trên những cái trò chơi cảm giác mạnh với các bạn. Nó rung lắc dữ dội, giống như là chúng ta đang chơi một trò chơi giải trí cảm giác mạnh vậy. Nhưng mà chúng ta thấy là thái độ của chị gái vẫn khá là bình thản. Và chị gái vẫn đang cố gắng xử lý chiếc ô tô của mình. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu đen này chuyển làn một cách đầy bất ngờ và thậm chí không mở xi nhan,
chưa hết đâu. Đây, đó thì ớn không? Một tình huống rất dễ xảy ra một tai nạn. Các bạn hãy chú ý vào chiếc taxi màu xanh này. Và hãy lưu ý cho mình là phần đường của chiếc xe gắn cam đang lưu thông. Và hãy nhận định xem trong tình huống này là ai đúng ai sai nha các bạn. Hiện tại là những phương tiện đang chờ đèn đỏ, rồi bắt đầu di chuyển nè. Cùng chờ xem. Đến ngay khúc ngã tư rồi. Vừa qua khỏi khúc ngã tư giao lộ thì chiếc xe gắn cam đột nhiên chuyển làn và lấn sang phần làn của ô tô. Do đó đã có một tình huống va chạm xảy ra. Theo ý kiến nhận định cá nhân của mình trong tình huống này, chiếc xe gắn cam là sai hoàn toàn. Khi mới vừa qua giao lộ và mới dừng đèn đỏ thì phương tiện lưu thông ở phía sau còn khá nhiều, nhưng chiếc xe có gắn camera hành trình vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt. Do đó có một tai nạn xảy ra ở trong tình huống này là điều mà chúng ta không tránh khỏi. Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào đăng ký kênh để giúp kênh mình nhanh chóng đạt mốc 100.000 người đăng ký nhé các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn cũng như anh chị rất là nhiều. Chiếc xe gắn máy đang dạy cho chiếc xe ô tô về ý thức khi tham gia giao thông. Một chiếc xe ô tô đang cố tình lấn làn khom lại để vượt lên, nhưng chiếc xe gắn máy đã dập tan ý đồ đó của tài xế trên chiếc ô tô. Gì đây? Ui rồi, xong chậu cây của người ta luôn. Chậu cây được xét ở bên trong lề, xét bên trong vỉa hè, nhưng vẫn không tránh khỏi một tai nạn đối với chiếc xe ô tô. Rồi lúc này chắc cây cột điện cũng đang rén lắm rồi. Quả là khó hiểu. Mấy ông này chạy kiểu gì đâu á ta ơi. Một chiếc xe ô tô màu trắng đang dừng lại ở trước nhà. Sao nữa đây? Ui, xong luôn rồi, một tình huống mà đạp chân phanh, nhầm chân ga thì phải. Còn đây là tình huống ở bên trong nhà. Quá bất ngờ. Người ngồi trong xe là một nam tài xế. Một pha xử lý có thể nói là y ra một người mua băng. Còn đây là một tình huống diễn ra ở trong hẻm. Chuyện gì đây? Rồi phía trước là có hai chiếc xe gắn máy. Chúng ta cùng nhau chờ xem. Chiếc xe gắn máy được một người đàn ông mặc áo xanh điều khiển, nhất quyết không chịu nhường đường cho chiếc xe có gắn camera hành trình. Chiếc xe gắn camera hành trình thì lúc này cũng bóp còi inh ỏi rồi. Người đàn ông sau đó để chiếc xe như vậy và bỏ đi một nơi khác. Mày muốn chơi à? Mày muốn chơi thì ông chơi với mày. Đây là đường làng. Đường làng là đường của tao. Tao không nhận đường đó thì mày làm gì tao? Hả? Mày làm gì được tao? Thằng nhảy lên. Đấy, nôm na là như vậy. Còn theo ý kiến các bạn thì ở trong tình huống này, khứa nào sai đây? Chiếc xe cố gắng camera hành trình hay là người đàn ông sai? Chúng ta không biết rõ cái kết của diễn biến sự việc này, vì đoạn clip được chủ nhân của nó chia sẻ khá ngắn. Nhưng mà theo tình huống thì mình dự đoán là chiếc xe có gắn cam là phải lùi lại rồi. Ui. May mắn quá. Lúc này mặt phương tiện phía sau mà lưu thông hơi nhanh một tí thì tai nạn đã xảy ra rồi. Chuyện gì? Một chiếc ô tô màu trắng chạy ngược chiều ở trên cao tốc. Tình trạng chạy ngược chiều đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây. Đã có một tình huống tai nạn xảy ra giữa chiếc xe khách với chiếc ô tô màu trắng. Một tình huống tạt đầu đã vượt theo kiểu bố láo bố tuyết của chiếc xe khách. Dù đã xảy ra va chạm với chiếc xe khách, nhưng chiếc ô tô màu trắng không bắt bồi thường mà thản nhiên bỏ chạy đi luôn. Đúng là người có tiền có khác các bạn nhỉ. Chuyện gì đây?
Coi chừng đó. Một tình huống sang đường đầy bất ngờ của chiếc ô tô màu trắng. Muốn sang là sang luôn, không cần quan sát ở xung quanh là có xe đi xuống hay đi lên hay không. Lại là câu chuyện đậu xe chắn cửa nhà. Một người đàn ông đang tỏ ra khá giận dữ và đang cầm một cái cây xì đỏ liên tục tấn công vào chiếc ô tô màu đen. Quá dữ. Dù chiếc ô tô màu đen có sai, nhưng người đàn ông cũng không được phép hủy hoại tài sản của người khác. Người đàn ông đã tiến vào phía chiếc gương và dùng cây đập nát chiếc gương luôn. Quả bố đời. Hủy hoại tài sản của người khác là vi phạm pháp luật đấy các bạn ạ. Quả bố đời các bạn ơi. Chúng ta có thể thấy vị trí chiếc ô tô màu đen này đang đậu là lạc một bên, chứ không phải là chắn ngay cửa nhà của người đàn ông kia. Quả bố đời. Một tình huống diễn ra ở trên cầu tốc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để giúp ước mơ của mình sớm thành hiện thực là được 100.000 người đăng ký nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn cũng như anh chị rất là nhiều. Một tình huống lùi xe ở trên cao tốc. Quá sợ các bạn ơi. Lùi hẳn ở làn 120 km/h luôn mới chịu à. Biển số là 17 à. Lùi xe theo kiểu là máu hại người khác. Một người đàn ông đang chở một thứ gì đó khá là cồng kềnh, hình như là một chiếc tủ lạnh. Ui, rồi xong luôn rồi. Chở cồng kềnh nhưng lại không chần néo. Chiếc xe gắn máy quá là bất cẩn ở trong tình huống này. May mắn chỉ là một tai nạn nhẹ không đáng kể. Một nam thanh niên từ trong xe leo ra và đang di chuyển về bên phía tài xế để thay thế tài xế xử lý chiếc xe này. Nhưng chưa kịp đổi tay thì đã có một sự việc bất ngờ xảy ra. Xong luôn. Một chiếc ô tô màu trắng đang chạy theo kiểu lạ lùng lắm. Thay vì chạy đúng phần đường làn đường của mình thì ông nội này lại chạy lấn sang phần đường của người khác. Chạy theo kiểu là muốn trầu ông bà sớm. Chiếc xe ô tô màu trắng này đang muốn thử cảm giác mạnh chăng? Quá là khó hiểu. Nếu đã không tỉnh táo thì đừng lái xe ông nội ơi. Đố các bạn thấy kìa, thấy ớn không? Mình thật sự lo cho tương lai của chiếc ô tô màu trắng. Không biết là có về được đến nhà hay không. Và cứ chạy theo kiểu ngáo ngơ như thế này thì khả năng cao là chiếc ô tô màu trắng kia không còn được nguyên vẹn. Quá là khó hiểu. Chạy theo kiểu trang hãn, lấn sang phần đường của người khác để đi ngược chiều, và gặp những phương tiện khác đi xuống thì bắt đầu lách sang một bên để tránh qua chạm. Ôi quá sợ. Đấy, thì ớn không? Chạy kiểu gì vậy trời? Đội này thì nên trước bằng vĩnh viễn. Như thế này có khác gì là đang đùa giỡn trên tính mạng của người khác. Một nam thanh niên không biết từ đâu lâu ra và chạy đến chiếc xe có gắn camera hành trình và thực hiện những hành động kỳ quái. Riết rồi mình không biết là cái quỷ quái gì đang xảy ra nữa các bạn. Các bạn có thể thấy là ở trên xe có gắn camera hành trình có một chiếc nón của chiến sĩ cảnh sát giao thông. Chắc là xe cơ quan rồi. Nhưng chiếc ô tô màu đen vẫn quyết định tạt đầu với ý định là kiếm chuyện chiếc xe có gắn cam. Chúng ta cùng nhau chờ xem. Đi đây ơi. Ui thôi. Anh em xin lỗi. Anh, công an. Xin lỗi nhé. Sao đây anh ạ? Không có gì, em nhầm anh ạ.
em nhầm, em xin lỗi anh nhé. Cho anh đừng bật pha vào. Thôi, đi đi. Công an, sao đây? Sao đây? Anh em xin lỗi anh em nhầm. Sau khi biết trên xe là công an thì những thanh niên này lại ngoan như cút ngay. Nhóm nam thanh niên này nhanh chóng xin lỗi và lên xe để rời đi. Ô lao ăn cắp. Đừng đùa giỡn với quân của triều đình. Một chiếc ô tô màu trắng đang di chuyển đến khu vực đèn đỏ thì đột nhiên tắt máy. Sau đó tài xế bước xuống xe và dùng sức lực của mình để đẩy chiếc ô tô màu trắng. Đẹp quá, quá hấp dẫn. Nào, bố mày, mình bố vẫn lái được. Nhanh không phi vào nước, nhanh không phi vào nước. Phải phẹt tiền nước lại còn. Bảo rồi, thì nhẹ tiền nước lại còn. Chúng ta có thể thấy là những người ngồi trên xe cố gắng camera hành trình đang cười rất là khoái trí trước tình huống này. Gì đây? Ủa rồi, xong luôn rồi, hư mẹ nó cái đầu xe rồi. Lấy ẩu vậy ba. Lại thật. Là một nam tài xế các bạn. Hết cứu nổi rồi bà Thím ơi. Đường của người ta đang xây như vậy mà bà Thím vẫn quyết định phi vào. Và đây là cái kết. Người dân đứng xem luôn, không thèm giúp đỡ luôn.